Yến quốc kinh đô Tống phủ. Lúc này, Tống Thiến khuê phòng trong mật thất. Bởi vì hôn mê Tống Duyên là ma thể chi thân, cùng Tống Thiến khác biệt linh thể, cho nên Tống Thiến cũng không biết nên như thế nào điều hòa Tống Duyên thể nội hỗn loạn thần nguyên. Để tránh chính mình đem tình huống làm cho càng hỏng bét, Tống Thiến liền chỉ tốt cái gì cũng không làm, chậm đợi giường ngọc bên trên váy xanh nữ nhân chính mình tỉnh lại. Nàng vừa mới đã lại dò xét một lần cái này váy xanh lòng của phụ nữ mạch, phát hiện nàng thần nguyên đã không có lúc trước như vậy lộn xộn vô tự, ngay tại đi hướng bình ổn. Cho nên, cái này váy xanh nữ nhân không có cái gì trở ngại, qua không được bao lâu liền có thể chính mình đã tỉnh lại. Sau đó, Tống Thiến chính là ngồi xuống giường ngọc một bên, ánh mắt sáng rực mà nhìn chăm chăm vào Tống Duyên khuôn mặt. Thật đẹp à, nhìn lấy Tống Duyên tấm kia phấn điêu ngọc chắc giống như tinh xảo khuôn mặt, Tống Thiến trong lòng không khỏi phát ra này cảm thán. Tay của nàng nhẹ nhàng xẹt qua Tống Duyên mặt, dùng xúc cảm đi cảm thụ được chương này tựa hồ không nên tồn tại ở thế gian này tuyệt sắc dung nhan. Nếu nàng là nam nhân, đoán chừng cũng đều vì chương này giường ngọc bên trên mỹ nhân đi làm bất cứ chuyện gì, đi giao ra bản thân hết thảy. Thậm chí nàng cũng bắt đầu có thể minh bạch, tại sao lại có người nói chết dưới hoa mẫu đơn, thanh quỷ cũng phong lưu nếu như vậy. Thậm chí, nàng cũng bắt đầu cảm thấy đáng tiếc, vì sao nàng không là nam nhân. So sánh với mẫu thân mỹ mạo, Tống Thiến cũng là mặc cảm. Tuy nhiên giường ngọc bên trên nữ nhân này cũng không nhất định chính là mẹ ruột của nàng. Kỳ thật, nếu muốn chứng minh nàng cùng giường ngọc bên trên hôn mê nữ nhân là có phải có liên hệ máu mủ, có thể sử dụng biện huyết nhận thân trận pháp. Nhưng chỉ có yêu tộc rắn lục thì am hiểu sâu đạo này, người khác sử dụng trận này thông thường sẽ đạt được không chính xác kết quả. Huống hồ, bởi vì Tống Thiến thể nội trồng vào diễm hoàng long của mấy ngày trước đây lại thu nạp thần ấn hồn đan, nàng huyết mạch trong cơ thể sớm đã gột rửa qua mấy vòng, cho nên phân biệt huyết nhận thân trận pháp đối nàng cũng là vô hiệu. Đúng lúc này, Tống Duyên đột nhiên tỉnh lại. Lúc này, khống chế thân thể vẫn là Tống Duyên thần thức. Tống Duyên vừa mở mắt ra, chính là cùng Tống Thiến khoảng cách gần đánh cái đối mặt, mà nàng khóe mắt liếc qua, đã ở đồng thời quét bốn phía một cái, phát sinh chính mình đúng là đưa thân vào một cái không gian không lớn trong mật thất. Tống Thiến bận bịu chính mình lui về phía sau hai bước, muốn cho song phương đều cảm thấy an toàn một cái khoảng cách, để tránh phát sinh xung đột không cần thiết. Ngươi là người phương nào? Vì sao ta lại ở chỗ này? Tống Duyên hỏi. Ta là Lũng Dương Tống thị gia chủ, nơi này là ta bình thường tu luyện dùng mật thất. Tống Thiến ngữ khí ôn nhu nói. Một canh giờ trước, ta phát hiện ngươi hôn mê đổ vào ta trong phủ trong đình viện, chính là đem ngươi tạm thời an trí ở chỗ này. Tống Duyên lúc này nội thị bản thân, phát hiện mình thân thể cũng không bất kỳ khác thường gì, quần áo trên người cũng hoàn chỉnh, đối phương tu vi cũng không thấp, nếu là có ý muốn hại nàng, đoán chừng nàng hiện tại đã gặp khó. Cái này trong phòng có kết giới, mối danh thanh âm xuất hiện ở Tống Duyên trong đầu, nhắc nhở nàng nói, là thần ẩn nhất tộc thủ ngữ kết giới. Như thế xem ra, nàng có lẽ là thần ẩn nhất tộc người. Chí ít, chúng ta có thể xác định nữ nhân này không phải vô cương giả người, cũng không phải địch tiên người. Tống Duyên tại ý hải bên trong hồi phục mỗi danh nói, cảm giác của ta cũng tại nói cho ta biết, nữ nhân này sẽ không hại ta, chẳng biết tại sao, ta nhìn nàng luôn có loại không hiểu cảm giác thân thiết. Mỗi danh nói ra, bất quá là loại ảo giác thôi, vẫn không thể buông lòng cảnh giác. Lúc này, Tống Thiến mở miệng cùng Tống Duyên thẳng thắn nói, xin yên tâm, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì địch ý. Tuy nhiên ta là tiên tu giả, nhưng ta cũng không phải là trong tiên môn người, ta chỉ là một cái người làm ăn, cho nên tại trên lập trường, chúng ta cũng không phải đối địch. Ngươi cũng có thể tùy thời rời đi nơi này, chỉ lạc nói thế nào. Ta cũng coi là tại ngươi lúc hôn mê, giúp ngươi một lần, tuy nhiên chưa nói tới là ân nhân cứu mạng của ngươi. Ta cũng sẽ không yêu cầu ngươi cho ta bất kỳ hồi báo, chỉ là muốn ngươi trả lời ta ba cái vấn đề. Tống Duyên gật đầu nói, ngươi hỏi đi, ngươi tại sao lại té xỉu tại ta trong phủ trong sân? Tống Thiến bắt đầu hỏi, không tiện nói. Tống Duyên nói ra, ngươi cùng diệt cốt tiên tử Tô Thanh Du là quan hệ như thế nào? Tống Thiến lại hỏi, không biết người này. Một vấn đề cuối cùng, Tống Thiến nói, theo trong hư không xuất ra một cái niệm tướng bàn, lại từ trong mâm vê thành một bộ nhân tướng đồ đi ra. Người này tướng đồ chính là Tống Diệp, là Tống Thiến lúc trước ghi chép tốt tồn tại niệm tướng bàn bên trong. Ngươi cùng nam nhân này là quan hệ như thế nào? Tống Duyên cũng nhận ra Tống Diệp. Tuy nhiên, năm đó ở Yến Thành sự kiện bên trong, thao túng thân thể nàng chính là Ngỗ Doanh, mà không phải thần trí của nàng. Nhưng ở Ngỗ Doanh cùng nàng cùng hưởng trí nhớ trong tấm hình, nàng nhìn thấy Tống Diệp. Ngỗ Doanh tại ý hải bên trình trong nói ra, là cái này tự cho là đúng nam nhân. Năm đó, Ngỗ Doanh đối Tống Diệp ấn tượng cũng không tốt, bởi vì người đàn ông này thực sự cha vị quá nặng, bất quá bèo nước gặp nhau, còn muốn lấy muốn dạy nàng đạo lý làm người. Tại Tống Duyên một thế này trước đó, nàng Ngỗ Doanh đều đã làm 13 đời người, há có thể dung người khác ở trước mặt nàng đầy những thứ này làm người đại đạo lý. Bất quá, Tống Diệp lúc đó biểu hiện ra thực lực cường đại, cũng không thể không để Ngỗ Doanh tin phục. Tuy nhiên, nàng không thích Tống Diệp người này, nhưng cũng không hy vọng làm địch nhân của hắn. Không tính là nhận biết, chỉ là từng bèo nước gặp nhau. Tống Duyên hồi đáp, đổi lại là Ngỗ Doanh, nàng cũng có thể như vậy chuồn chuồn lướt nước tựa như trả lời. Nhưng câu trả lời này, đối với Tống Thiên tới nói, ý vị thì có chút sâu xa. Dù sao, rất nhiều ái tình, rất nhiều cảm động lòng người cố sự, đều là theo bèo nước gặp nhau bắt đầu.
Cho nên, Tống Thiến chính là không khỏi hoài nghi, phụ thân nàng cùng nữ nhân trước mắt này có lẽ từng có qua như vậy nhất đoạn, sau đó liền sinh hạ nàng cái ngoài ý muốn này kết tinh. Ngươi cũng hỏi nàng, nàng cùng nam nhân này lại là quan hệ như thế nào? Mộ Doanh nói ra, Tống Duyên chính là hướng Tống Thiến hỏi, hắn là gì của ngươi? Hắn là phụ thân ta. Tống Thiến thẳng thắn nói, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi tên là gì? Tống Duyên nhàn nhạt cười nói, không thể, ta đã trả lời xong 13 cái vấn đề. Vậy ngươi có thể ở ta nơi này sống thêm mấy ngày sao? Ta không có ý đồ khác, chẳng qua là cảm thấy cùng ngươi hết sức hợp ý, muốn giao ngươi người bạn này. Tống Thiến từ đáy lòng nói ra, dù sao trước mắt cái này, nàng xem thấy 10 phần thân thiết nữ nhân rất có thể cũng là mẹ ruột của nàng, nàng không muốn cứ như vậy thả đối phương rời đi. Đột nhiên lúc này, Tống Thiến cảm giác được có người bái phòng phủ đệ của nàng, mà lại đối phương đường đi không nhỏ, chính là Phần Vương Vệ Vũ Nhạc. Tống Thiến không biết Phần Vương tại sao lại ở thời điểm này đột nhiên bái phòng nàng, chỉ sợ ý đồ đến không tốt. Nàng lo lắng là, nàng chạy tới Bắc Cảnh tự mình gặp mặt Trần Bắc Vương sự tình, sẽ bị Phần Vương biết. Mà bây giờ, nàng đã không có cái gì dư thừa tâm tư lại đi ứng phó Phần Vương. Nhưng bất kể như thế nào, Phần Vương tự thân đến, nàng thân là gia chủ, làm sao đều phải đến sảnh tiến đến chờ đón. Ngươi trước tiên ở cái này nghỉ ngơi một hồi, ta đi gặp cái khách nhân, rất nhanh liền về. Tống Thiến cùng Tống Duyên nói ra. Tống Thiến đi đến mật thất cửa lúc, trong lòng có chút không yên lòng, liền lại quay đầu, cùng Tống Duyên nói ra. Đúng rồi, gần đây ta được đến một phương ma đạo bí bảo, không biết là vật gì. Ngươi đã là người trong ma đạo, hẳn là sẽ biết được vật này lai lịch, chờ ta đi gặp hết khách nhân. Chính là cực khổ ngươi giúp ta tham tường một chút. Nói xong, nàng cũng không đợi Tống Duyên trả lời, vẫn mở cửa mật thất, thuận tay giải nơi đây kết giới, đi ra ngoài. Cửa mật thất, Tống Thiến cũng không biến liên quan, tựa hồ là muốn nói cho Tống Duyên, ở chỗ này, nàng hoàn toàn là có thể ra vào tự nhiên, nàng cũng không phải là bị giam lại. Tống Thiến sau khi rời đi, Mộ Doanh liền cùng Tống Duyên nói ra, cái gì cầu thí ma đạo mật bảo, bất quá là muốn để cho chúng ta ở lại đây ngụy trang thôi, nha đầu phiến tử này, có thể hơi có chút tâm cơ. Tống Duyên kỳ quái nói, nàng vì sao nghĩ tới chúng ta ở lại đây? Mộ Doanh nói ra, khả năng có rất nhiều loại, nhưng mục đích của nàng đến tột cùng là như thế nào, hiện tại cũng không được đã mà biết rõ. Nàng lời mới vừa nói, cũng có thể tất cả đều là hoang ngôn, bao quát nàng nói nàng là cái kia nam nhân nữ nhi. Cái kia nam nhân, ngươi từng nói hắn hình nhược phàm người, nhưng lại so ngươi còn mạnh hơn, vậy hắn đến tột cùng là một loại di dạng tồn tại. Tống Duyên hiếu kỳ nói, không biết, Mộ Doanh nói ra, tuy nhiên ta sống 13 đời, nhưng trên đời này vẫn như cũ là có thật nhiều, ta không cách nào biết tồn tại. Tống Duyên hỏi, vậy chúng ta bây giờ muốn rời khỏi cái này sao? Mộ Doanh nghĩ một hồi, liền nói ra, trước đi xem một chút, cái kia tiểu nha đầu đến tôi cùng ra ngoài là kiến hàng người, dù sao, Phạm Nguyên Tông đám người kia cho là chúng ta còn chính trong động phủ bế quan, chúng ta có nhiều thời gian. Tống Thiến đi ra đến phòng trước thời điểm, chính là nhìn đến Phần Vương Vệ Vũ Nhạc mang theo mấy cái vương phủ tùy tùng, đã trong đại sảnh. Phần Vương Vệ Vũ Nhạc cũng là một người tù sĩ, nhưng hắn đi là ma tu chi đạo, tu vi cũng không cao. 5 năm trước, tại Phong Dụ Lâu, Tống Thiến từng xa xa gặp qua cái này Phần Vương một mặt. Nhưng Phần Vương lúc đó tại lầu 2 nhã gian bên trong cùng thượng quan Kính Minh nghị sự, tựa hồ cũng không có lưu ý đến nàng. Phần Vương lâu dài đều không tại kinh thành, cũng không dám tại kinh thành. Dù sao, hắn sợ Vệ Hình Lan nhìn đến hắn về sau, lại đột nhiên lòng nghi ngờ, đem hắn cũng giết đi. Bất quá, hiện tại, Vệ Hình Lan đã chết, Phần Vương tất nhiên là không còn phương diện này lo lắng. Phần Vương nhìn đến Tống Thiến, trong mắt lại là nhấp nhóáng một vệt vẻ ngoài ý muốn, cười nói. Bản Vương vốn là chính là cho rằng, Lũng Dương Tống thị gia đình nhà gái chủ nhất định là một vị nữ nhân tuyệt sắc. Mà giờ khắc này thấy một lần, ngươi lại là so bản Vương trong tưởng tượng bộ dáng còn muốn đẹp hơn không ít. Tống Thiến nhạt nhạt một cười, Vương gia quá khen, không biết Vương gia hôm nay đến là có chuyện gì quan trọng. Phần Vương nói ra, gần đây, nữ đế lâm nạn, trong thành điểm sầu dấu hiệu liên tiếp phát sinh, làm cho dân chúng trong thành lòng người bàng hoàng. Bản Vương thân là Đại Yên Hoàng tử, hôm nay cố ý hồi kinh, chính là vì trấn an dân tâm, ổn định kinh đô đại cục. Về sau các phương diện, không chừng có cần Tống gia chủ giúp đỡ địa phương, liền tới trước cùng Tống gia chủ sớm lên tiếng chào hỏi. Hiển nhiên, Phần Vương lần này đến đây, chính là muốn thăm dò Tống Thiên thái độ đối với hắn, cùng lập trường của nàng. Tại tới này trước đó, Phần Vương cũng đã từng cái bái phỏng qua còn lại mấy vị thế gia gia chủ. Nhưng, mấy cái này thế gia gia chủ đều là ngàn năm lão hồ ly, ngoại trừ thượng quan thị rõ ràng biểu thị chống đỡ hắn bên ngoài. Còn lại mấy cái thế gia cũng chỉ là cầm đứng ngoài quan sát thái độ, cũng không muốn vào cuộc. Tống Thiên nghe Phần Vương nói như vậy, nghĩ thầm, Phần Vương hẳn còn chưa biết, nàng từng trong bóng tối gặp mặt Trần Bắc Vương sự tình, sau đó cùng Phần Vương nói ra. Phần Vương khách khí, nếu là Phần Vương muốn tại trong thành phổ biến bất luận cái gì có lợi cho dân cử động, cần ta Lũng Dương Tống thì hỗ trợ, bản gia chủ định sẽ không thoái thác. Phần Vương hai đầu lông mày lấy qua một tia không vui, hắn đã nghe do Tống Thiên ý từ trong lời nói, Lũng Dương Tống thì giúp đỡ là có minh xác đi đầu điều kiện, có thể giúp hắn trấn an dân tâm, duy trì trong thành trật tự, nhưng cũng sẽ không giúp hắn tranh đoạt Đại Yên hoàng vị. Bất quá, Phần Vương trên mặt rất nhanh liền khôi phục nụ cười, cười nói, cái kia bản vương trước hết thay dân chúng trong thành đáp tạ Tống gia chủ.
Lúc này, Tống Duyên đã rời đi mật thất, ẩn nặc khí tức, tiêm hành đến phòng trước bên hông. Mộ Dung thông qua Tống Duyên cảm quan, có thể thấy được trong sành mặt của mọi người cho, cũng nghe lén bọn hắn trò chuyện. Cái kia Phần Vương đã là vô cương giả tín đồ. Mộ Dung đột nhiên nói ra, làm sao ngươi biết? Tống Duyên hiếu kỳ nói, ngươi lưu ý tay phải của hắn. Mộ Dung nhắc nhở, Tống Duyên ánh mắt theo sau chính là rơi vào Phần Vương trên tay phải. Chỉ thấy, tại Phần Vương tay phải đầu ngón tay phía trên, có một cái mộc phòng bị. Mộc phòng bị phía trên còn khả một viên màu tím đá tròn. Đó là vô cương giả tín đồ giới chỉ, chỉ vì chúng ta là bất hủ thần nguyên mới có thể nhìn đến cái này viên mộc giới chỉ, những người khác, vô luận tu vi cao bao nhiêu, đều là không thấy được. Mộ Dung nói ra, cái này Phần Vương tu vi bất quá là ám huyền chi cảnh, nhưng hắn lại là có thể trở thành vô cương giả tử giới tín đồ, nói rõ hắn đối với vô cương giả tới nói, là có giá trị lợi dụng. Tiểu Mộ Dung, ta cảm thấy, chúng ta cần phải tại trong thành này lại nhiều lưu một số thời gian, vận khí tốt, không chừng liền có thể nắm giữ đến không ít có quan hệ vô cương giả trọng yếu tình báo. Chỉ là, đã chúng ta đã biết, trong thành này có vô cương giả tín đồ, vậy chúng ta hành sự liền phải càng thêm phá lệ cẩn thận, nếu không phải vạn phần khẩn cấp tình huống, cũng không thể bên ngoài lộ ra bất hủ chi lực. Tống Duyên lập tức nói lại, minh bạch, rời đi từ Vũ Sơn mấy ngày này, mặc dù là từ Tống Duyên khống chế thân thể, nhưng này hành động lại là hoàn toàn từ Ngỗ Doanh đến chỉ huy. Đây thật ra là các nàng đàm phán kết quả. Tống Duyên thân là một thế này Ngỗ Doanh, nàng không có cách nào không tiếp thụ cùng Ngỗ Doanh thần thức cùng tồn tại cái này một loại cục diện. Mà tại Ngỗ Doanh thức tỉnh đến bây giờ 30 năm qua, Ngỗ Doanh vẫn luôn rất phối hợp đem thân thể quyền chủ đạo cơ hồ giao tất cả cho Tống Duyên, cũng chưa từng quấy rối qua. Cho nên, tại Ngỗ Doanh hướng Tống Duyên đưa ra muốn vụng trộm rời đi từ Vũ Sơn, đi Vô Di Băng Sơn gặp một vị cố nhân lúc, Tống Duyên cũng vui vẻ đồng ý. Mà lại Ngỗ Doanh còn muốn cầu ra ngoài trong lúc đó, vẫn từ Tống Duyên điều khiển thân thể, nhưng chỉ huy quyền đến ở trong tay nàng. Tống Duyên đối với cái này cũng không có dị nghị, dù sao ra ngoài là Ngỗ Doanh yêu cầu, coi như là đối Ngỗ Doanh thần thức nhiều năm như vậy an phận cùng phục tùng một loại khen thưởng. Đúng lúc này, Phần Vương cùng Tống Thiến hàn huyên vài câu về sau, chính là dự định rời đi. Tống Duyên liền hướng Ngỗ Doanh thần thức hỏi, vậy chúng ta bây giờ tiếp tục đợi tại cái này trong phủ, vẫn là vùng trộm theo cái kia Phần Vương. Ngỗ Doanh nói ra, âm thầm theo dõi có bại lộ mạo hiểm. Huống hồ, chúng ta bây giờ đối cái này Phần Vương cùng chỗ này tình huống cũng hoàn toàn không biết. Trước mượn cớ, tại cái này trong phủ nhiều ngưng lại 2 ngày, theo cái kia tiểu nha đầu miệng bên trong hiểu được nhiều một ít phương diện này tình báo. Không cho phép nàng đối với chúng ta còn có một số giá trị lợi dụng. Được, Tống Duyên gật đầu nói. Sau đó, Tống Duyên chính là lặng yên lại về tới Tống Thiến trong khuê phòng trong mật thất, thật giống như chưa bao giờ từng rời đi đồng dạng. Huyền Doanh Đại Lục, Đông Hải. Trên mặt biển đứng vững một bóng người cao to, thân mang hắc bào, mang theo một tấm mát Phật mặt nạ. Hắc bào nam tử thân hình chậm chậm rơi xuống, rộng lớn mặt biển bỗng nhiên tự động hướng hai bên gạt ra nước biển. Hắc bào nam tử thân không dính nước chính là đi tới đáy biển. Đáy biển bên trong lại là truyền ra vô cương giả thanh âm. Ngươi trung quy là tìm tới, cơ diễm. Bị vô cương giả xưng là cơ diễm hắc bào nam tử, chỉ mắt cúi xuống hướng xuống nhìn thoáng qua, dưới chân hắn đáy biển mặt đất ầm vang sụp đổ, giống như thành một miệng thâm uyên. Cơ diễm liền rơi vào thâm uyên bên trong. Thâm uyên cuối cùng cũng là vô cương giả chỗ che giấu đáy biển động phủ. Vô cương giả nhìn đến từ bên trên chậm chậm hạ xuống cơ diễm, nói ra, tốt như vậy một chỗ động phủ, như thế liền bị ngươi hủy, ta cố ý, cơ diễm nói ra, vì tìm ngươi, ta thế nhưng là hao tốn không ít thời gian, ngươi vì sao rời đi U Minh Gian Vực, lại không bảo có biết do ta, ta gần nhất so sánh chán ghét mang mặt nạ người, cho nên cũng tạm thời không muốn nhìn thấy ngươi, vô cương giả cùng cơ diễm nói ra. Vô cương giả chỗ lấy chán ghét mang mặt nạ người, tự nhiên là bởi vì Tần Huyền Khê cùng cơ diễm một dạng đều là mang theo mặt nạ. Mà lần trước Tần Huyền Khê lưu cho nó thương tổn, đến bây giờ nhưng không cách nào khỏi hẳn, vô cương giả đối với cái này một mực canh cánh trong lòng. Nếu như có một ngày, vô cương giả tọa nguyện có thể lĩnh ngộ được đỉnh phong thứ hai đại cảnh, vậy nó muốn giết người đầu tiên cũng nhất định là Tần Huyền Khê. Có điều, đã liền ngươi đều có thể tìm tới nơi này, nói do chỗ này cũng không an toàn, đã bị ngươi hủy thành dạng này, cái kia ta thẳng thắn lại đổi chỗ khác chính là. Vô cương giả nói ra, cơ diễm cười lạnh nói, ngươi giống như hồ đã bắt đầu hưởng thụ loại này trốn nông trốn tay thời gian. Tốt, đừng nói loại này chế nhạo ta ngồi châm chọc, ngươi như thể tốn sức tìm ta, đến tột cùng ra sao sự tình. Vô cương giả hỏi, cơ diễm truyền mở hai tay, nói ra, ta có một cái tin tức vô cùng tốt phải nói cho ngươi, ngươi rất nhanh liền có thể nắm giữ nhục thân của mình, bước lên đỉnh cao thứ hai đại cảnh, thành vì đúng nghĩa giới này vô địch tồn tại. Vô cương giả nói ra, lời nói này, làm sao có chút giống như đã từng quen biết, ngươi hơn 300 năm trước giống như thì cùng ta nói như vậy qua, thẳng thắn điểm, ngươi lúc này lại muốn lừa dối ta đi cho ngươi làm gì bẩn thỉu sống. Cơ diễm nói ra, vô cương giả, ta biết, ngươi vẫn muốn dùng ta cùng mỗi danh bất hủ chi lực, cùng đông đảo phàm nhân sinh linh huyết, khởi động cái kia huyền hoang quỳnh ly trận, mở ra thái cổ huyền hoang tầng thứ 2 bí vực cửa vào, muốn từ bên trong lĩnh ngộ đỉnh phong tam cảnh bên trong đệ nhị cảnh. Căn cứ chúng ta trước kia nhìn qua hao khâm thị văn bìa, trong đó nói ra, tự thiên địa sơ khai đến nay, cho tới bây giờ liền không có người thành công lĩnh ngộ qua cái này đỉnh phong thứ hai đại cảnh.
Nhưng về sau ta phát hiện, viết những thứ này văn bia người nói dối. Kỳ thật, đã sớm từng có người lĩnh ngộ được đỉnh phong thứ hai đại cảnh. Vô Cương Giả đánh gãy Cơ Diễm mà nói, ta thế nào cảm giác là ngươi tại cùng ta nói dối. Cơ Diễm cười nói, ngươi trước kia nhẫn nghe ta nói, sau khi nghe xong, tin hay không tùy ngươi. Những năm gần đây, ta một mực tìm kiếm khắp nơi càng nhiều hơn cổ tiên tộc Hao Khâm Thị di tích. Rốt cục, tại Tân Lam Cấm Vực, ta phát hiện một chỗ Hao Khâm Thị tộc nhân cổ mộ. Tại cổ mộ kia bên trong, ta tìm được một khối văn bia. Cái này văn bia kỳ thực là nào đó cái nam nhân tiểu sử. Tên của hắn, dùng chúng ta bây giờ sử dụng ngôn ngữ đến thuyết minh, chính là Phong Trích. Vô Cương Giả nói ra, lấy chỉ vì tên, hắn là cho là mình là thần. Xem ra thượng cổ chi người, xa so với người thời nay cuồng ngạo hơn nhiều. Tại lúc đó, Phong Trích người này, xác thực giống như thần tồn tại. Kỳ thật, hiện nay Ma Tông lão tổ Ngụy Bất Liệt hẳn phải biết người này, bởi vì Phong Trích liền là chân chính ma đạo chi tổ. U Di Sơn khai sơn tổ sư gia, Cơ Diễm nói ra, lúc này, Vô Cương Giả tấm kia khảm tại trên cây như mặt nạ giống như mặt người dường như cũng lộ ra một chút vẻ ngưng trọng. Quả nhiên là có Phong Trích một người như vậy. Vô Cương Giả tựa hồ bắt đầu cảm thấy, Cơ Diễm không hề giống là nói láo. Nếu không tin, ngươi bây giờ liền có thể chạy tới U Di Sơn, tìm cái kia Ngụy Bất Liệt đến hỏi. Đương nhiên, nàng không nhất định sẽ cùng ngươi nói thật ra. Cơ Diễm nói ra, Vô Cương Giả bất đắc dĩ nói, ngươi biết ta là không dám đi. Vậy ngươi cũng không còn lại đánh gãy ta, hãy nghe ta nói hết. Cơ Diễm nói ra, Phong Trích người này không biết dùng phương pháp gì, khả năng cũng là dùng Hao Khâm Thị một cái kia trận pháp tiến nhập Thái Cổ Huyền Hoang Vực tầng thứ hai, đồng thời thuận lợi từ đó lĩnh ngộ đỉnh phong thứ hai đại cảnh, còn sống trở về. Cái kia văn bia nói ra, tại hắn trước đó, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể còn sống theo chỗ kia trở về. Sau đó, Phong Trích lắc mình biến hóa, trở thành lúc đó vô địch tại thế tồn tại, mở ra U Di Sơn, lấy U Di Sơn chi tổ tự cho mình là. Vô Cương Giả lại nhịn không được hỏi, chẳng lẽ đến bây giờ hắn còn sống? Bước lên đỉnh cao đệ nhị cảnh, chính là có thể cầm giữ có mấy trăm vạn năm thọ mệnh, hắn tự nhiên là còn sống. Chẳng qua là bị phong ấn, giống hắn loại tồn tại này, căn bản không ai có thể giết chết, cũng chỉ có thể là bị phong ấn. Cơ Diễm nói ra, về sau, ta hao hết trăm cay nghìn đắng, cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, rốt cục bị ta phát hiện hắn phong ấn chi địa. Hắn kỳ thật thì bị phong ấn ở Tân Lam Cấm Vực bên trong, mà chúng ta nếu là muốn cởi ra hắn phong ấn, liền đến kiếm đủ 4 kiện pháp khí. Chờ một lát, Vô Cương Giả lại đánh gãy Cơ Diễm mà nói, ta vì sao muốn giải khai hắn phong ấn, cái này tại ta ích lợi gì, dù là hắn lại bị phong ấn cái mấy trăm vạn năm, tại ta có liên can gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn thoát ly viên này yêu thụ, thu hoạch được một cái cường đại nhục thân sao? Cơ Diễm nói ra, đoạt xá Phong Trích, ngươi chính là có thể nắm giữ thế gian này mạnh nhất nhục thân, đồng thời ngươi cũng liền có thể nắm giữ đỉnh phong thứ hai đại cảnh tu vi. Ha 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 ha, Vô Cương Giả cười nói, Cơ Diễm, cùng cho ngươi vẫn là một cái sống vài chục đời tu chân giả, và xá loại sự tình này chỉ tồn tại ở tu chân thoại bản bên trong, căn bản không có khả năng làm được. Có thể, cổ mộ kia bên trong văn bia nói ra, đồng dạng chỉ cần kiếm đủ cái kia 4 kiện pháp khí, liền có thể hoàn thành đoạt xá. Cơ Diễm trịnh trọng kỳ sự nói ra, mà lại, đang mở ra Phong Trích phong ấn trong nháy mắt, trong thời gian cực ngắn. Phong Trích vẫn là ở vào hoàn toàn ngủ say trạng thái, sử dụng cái này khe hở, cùng cái kia 4 kiện pháp khí, liền có thể đối với hắn tiến hành đoạt xá. Vô Cương Giả cho dù đối với Cơ Diễm lời nói này có chút bán tín bán nghi, nhưng vẫn hỏi, cái kia 4 kiện pháp khí là cái gì? Kỳ Lân Tràn, Phượng Hoàng Đỉnh, Bạch Trạch Hoàn cùng Tất Phương Ấn. Cơ Diễm nói ra, Phượng Hoàng Đỉnh cùng Bạch Trạch Hoàn, ta đã lấy được, Tất Phương Ấn chỗ, ta cũng đã có manh mối. Cơ Diễm nói ra, đến mức Kỳ Lân Tràn, hắn vẫn luôn tại Ngọc Phủ Kiếm Tiên Lý Trường Ý trong tay, cứ giao cho ngươi đi cầm đi, ngươi cũng không thể chuyện gì cũng không làm, thì không làm mà hưởng đi. Vô Cương Giả nói ra, theo Lý Trường Ý trong tay cướp đi Kỳ Lân Tràn, với ta mà nói cũng không phải là vắt xích khó gì, nhưng ta hiện tại liền bắt đầu hoài nghi, ngươi thì chỉ là muốn sử dụng ta giúp ngươi cầm tới Kỳ Lân Tràn mà thôi. Cơ Diễm cùng Vô Cương Giả nói ra, ngươi cần phải rất rõ ràng thực lực của ta, cái kia Lý Trường Ý căn bản không phải là đối thủ của ta, nếu ta thì chỉ là muốn cầm tới cái kia Kỳ Lân Tràn, không cần đến nơi này tìm ngươi. Có thể ngươi vừa mới cái kia lời nói, thực sự khó có thể để cho ta tin phục. Vô Cương Giả nói ra, còn nữa, nếu thật như chính ngươi nói như vậy, gom góp cái kia 4 kiện pháp khí, liền có thể đoạt xá Phong Trích, liền có thể nắm giữ giới này lực lượng vô địch, lớn như vậy chỗ tốt, ngươi sẽ không duyên cớ nhường cho ta, bởi vì ta không có cách nào đoạt xá Phong Trích. Cơ Diễm nói ra, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, ta tồn tại là dựa vào Hồng Dương Cơ Thị nhất tộc huyết mạch. Thế mà, Phong Trích không phải ta Hồng Dương Cơ Thị tộc nhân, nguyên thần của ta căn bản không tiến vào được Hồng Dương Cơ Thị thân thể, cho nên, ta cũng là bị ép bất đắc dĩ mới có thể tìm ngươi hợp tác. Mà lại, 300 năm trước, tại Nhật Nguyệt Động, ngươi kịp thời chạy đến, đã cứu ta một mạng, lúc này nếu ta thành công giúp ngươi đoạt được Phong Trích nhục thân, liền coi như là còn năm đó ân tình. Nghĩ không ra ngươi còn có thể cái được năm đó ta từng đã cứu ngươi, thật là khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn. Vô Cương Giả nói ra, Cơ Diễm nói ra, đương nhiên, nếu là ta nói, ta giúp ngươi, thì chỉ là vì báo ân, ngươi cũng sẽ không tin, cho nên chúng ta đến trước đó nói tốt một cái hiệp nghị.
Chờ ngươi thành công đoạt xá Phong Trích, nắm giữ hắn lực lượng cùng ký ức về sau, ngươi cũng phải nghĩ biện pháp giúp ta cũng thu hoạch được đỉnh phong thứ hai đại cảnh tu vi. Chứ đừng nói thỏa thuận gì, ta còn không có đáp ứng muốn giúp ngươi. Vô Cương giả nói ra, ngươi biên cố sự này rất không tệ, cũng quả thật làm cho ta có chút động tâm, nhưng ta cũng không thể cũng bởi vì ngươi chạy đến ta cái này đến. Cùng ta ăn không nói lời nói này, liên từ bỏ ta chủ tính kế hoạch nhiều năm, đổi theo kế hoạch của ngươi hành sự đi. Vô Cương giả, ngươi lúc đầu kế hoạch kia dù là sau cùng thật thành công, thật bị ngươi tiến nhập thái cổ huyền hoang vực tầng thứ hai, có thể ngươi có thể bảo chứng ngươi có thể từ nơi đó còn sống trở về sao? Cao Diễn nói ra, theo Hao Khâm thị văn bia thuật, từng tiến vào thái cổ huyền hoang vực tầng thứ hai người số lượng cũng không ít, nhưng sau cùng cũng chỉ có Phong Trích một người có thể theo chỗ kia thành công còn sống trở về. Cho nên, trực tiếp đoạt xá Phong Trích mới là một cái duy nhất có thể đạt thành người mắt phương pháp. Cao Diễm gặp Vô Cương giả tựa hồ còn đang do dự bên trong, liền còn nói thêm. Ngươi nếu là của thật không muốn tin ta, ta có thể tự đi tìm người khác hợp tác, hôm nay đến thăm, xem như ta vô cớ quấy rầy, cáo từ. Nói xong, hắn tựa hồ liền muốn rời khỏi. Chậm đã, Vô Cương giả đột nhiên hô. Cao Diễm, ta có thể cùng ngươi hợp tác, cũng có thể cùng ngươi sớm định ra tốt một cái hiệp nghị. Bất quá, ta có thể trước tiên đem chuyện xấu nói trước. Nếu là lúc này, ngươi dám can đảm lại gạt ta, vậy chúng ta về sau liền là địch nhân. Cao Diễm nói ra, rất tốt, ta y hướng hợp tác đạt thành, vậy chúng ta liền lập tức chia ra hành động đi. Ta đi lấy Tất Phương Ấn, ngươi đi đoạt Kỳ Lân Trản. Nói xong, Cao Diễm thân ảnh trong nháy mắt chính là tại biến mất tại chỗ. Kỳ thật, Vô Cương giả đáp ứng cùng Cao Diễm hợp tác, cũng không phải là thật hoàn toàn thì tin tưởng Cao Diễm theo như lời nói. Bất quá, như Cao Diễm làm thật không có lừa gạt hắn, đoạt xá Phong Trích đúng là tốt nhất một cái đạt thành hắn mắt phương pháp. Thành công, hắn chẳng những có thể giành lấy nhân loại nhục thân, còn có thể nắm giữ hắn khát vọng nhất giới này cao nhất tu vi. Mà lại, Vô Cương giả còn có một cái đại họa trong đầu, Huyền Nguyên Ma Tôn Tần Huyền Khê. Còn có không đến 60 năm, nữ ma đầu kia liền muốn xuất quan. Nghĩ đến lần trước cùng nữ ma đầu kia nhất chiến, Vô Cương giả vẫn lòng còn sợ hãi. Cái này nữ ma đầu từng để hắn cảm nhận được tử vong tới gần, hắn 10 phần chán ghét loại cảm giác này. Nữ ma đầu sau khi xuất quan, cũng tất nhiên còn sẽ tới tìm hắn, hắn đến phòng ngồi chu đáo, không thể ngồi chờ chết. Nếu là Cao Diễm phương pháp được hữu hiệu, cái kia không chừng tại một tháng bên trong, liền có thể đạt thành hắn mong muốn. Cho hắn thật nằm giữ Phong Trích nhục thân cùng tu vi, vậy hắn liền không sợ nữ ma đầu kia lại đã tìm tới cửa. Thậm chí hắn hoàn toàn còn có thể trực tiếp thì giết tới Tư Vũ Sơn đi, xâm nhập nữ ma đầu bế quan chi địa Trường Nguyên Hàn vực, đem nàng đao đánh một trận, đủ kiểu lăng nhục một phen, lại đem nàng giết, cắt lấy đầu của nàng, đưa ở chính mình dây lưng quần phía trên, sau đó nghênh ngang rời đi Tư Vũ Sơn. Nhìn cái nào dám cản hắn? Đúng, tại giết nữ ma đầu kia trước đó, hắn có thể được ngàn vạn nhờ đến muốn trước kéo xuống mặt nạ của nàng, nhìn nàng đến tột cùng sinh ra dung mạo cái gì bộ dáng. Nếu là dài đến đẹp, tại giết nàng trước đó, chính là thưởng nàng một trận cá nước thân mật. Nếu là xấu xí, chính là nhằm vào nàng bề ngoài tiến hành một phen thân người công kích, giết người chu tâm. Vô Cương giả nghĩ tới những thứ này, trong lòng chính là vô cùng thoải mái. Dù sao cũng là nữ ma đầu kia trước trêu chọc hắn, đến lúc đó cũng trách không được hắn đối nàng như vậy tàn nhẫn. Nhớ tới ở đây, Vô Cương giả chính là không kịp chờ đợi muốn nhanh điểm cầm tới Kỳ Lân Trản, tiến hành Cao Diễm nói tới kế hoạch kia. Có thể lúc này, bởi vì Cao Diễm rời đi, tu vi của hắn uy áp biến mất, nước biển liền mãnh liệt theo bị Cao Diễm phá vỡ lỗ hổng mãnh liệt xuyên vào trong động phủ. Vô Cương giả bên cạnh hắc giới tín đồ Hoài Vân chính là thi triển pháp lực, đem chảy ngược nhập nước biển nghiêng đếm dẫn xuất ngoài động, lại đem cái kia to lớn lỗ hổng tạm thời dùng pháp lực chi tường cho bổ khuyết phía trên. Hoài Vân, ngươi đi đem Hàn Thiên mời đến. Vô Cương giả cùng Hoài Vân nói ra. Vâng. Hoài Vân nói ra, Kỳ Lân Trản bây giờ là tại Ngọc Phủ Kiếm Tiên Lý Trường Ý trong tay. Lý Trường Ý được xưng là tiên môn mạnh nhất bán đế giả, tất nhiên là không dễ dàng đối phó. Đoán chừng chỉ có đế giả mới có thể 10 phần chắc chín theo Lý Trường Ý trong tay cướp đi Kỳ Lân Trản. Mà Vô Cương giả tín đồ bên trong, nắm giữ đế giả cấp thực lực cũng chỉ có Hàn Thiên. Một lát sau, Hoài Vân mang đến một cái mang theo một tấm mặt trắng mặt nạ, nam tử mặc áo bào đen. Cái này mặt trắng người mặt nạ chính là Hàn Thiên. Vô Cương giả tuy nói chán ghét mang mặt nạ người, nhưng duy chỉ có không ghét chương này mặt trắng mặt nạ, bởi vì chương này mặt trắng mặt nạ đúng là hắn tặng cho Hàn Thiên. Không biết tôn chủ có gì phân phó? Hàn Thiên hỏi, đi tìm tới Ngọc Phủ Kiếm Tiên Lý Trường Ý, theo trong tay hắn cướp đi Kỳ Lân Trản. Vô Cương giả nói ra, Hàn Thiên chần chờ một chút, mới lên tiếng, đúng, bản tôn chủ nhờ đến, Lý Trường Ý đã từng là ngươi một vị bạn cũ, nhiệm vụ này có phải hay không để ngươi có chút khó khăn? Vô Cương giả hỏi, không làm khó dễ. Hàn Thiên nói ra, tại hơn 3.000 năm trước, lần thứ 5 tiên ma đại chiến về sau, ta Hàn Thiên ở trên đời này liền không còn có bất luận cái gì bằng hữu. Rất tốt, vậy ngươi bây giờ liền đi tìm Lý Trường Ý đi, cho dù là muốn giết hắn, cũng phải cho bản tôn chủ đem Kỳ Lân Trản cho cầm về. Vô Cương giả nói ra, mời tôn chủ yên tâm. Hàn Thiên nói ra, Hàn Thiên chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ. Vô Cương giả rất rõ ràng Hàn Thiên thực lực, cũng rõ ràng Hàn Thiên đi qua hết thảy, thì liền Hàn Thiên cái tên này cũng là Vô Cương giả ban cho hắn.
Hàn Thiên là một cái thì liền ra các dương cũng không biết hắn tồn tại tiên môn đế giả. Nói cách khác, bây giờ tiên môn nhưng thật ra là có chính cái tiên đế. Hàn Thiên sau khi rời đi, Vô Cương Giả liền cùng Hoài Vân nói ra. Hoài Vân, ngươi đi một chuyến Xuân Thu Các, giúp bản tôn chủ tìm bài trừ Trường Nguyên Hàn Vực mê chướng chi pháp. Tân Huyền Khê nơi bế quan Trường Nguyên Hàn Vực chính là một chỗ hỗn loạn chi vực. Trước sau tiến nhập cái này Hàn Vực bên trong, hai người sẽ bị ngăn cách tại hoàn toàn khác biệt hai cái bí vực bên trong, không cách nào tiếp xúc. Bất quá, Vô Cương Giả biết, Tế Bất Quá là một loại mê chướng chi pháp, chỉ cần bài trừ cái này vực nội mê chướng, vực nội hai người liền có cơ hội gặp gỡ. Vô Cương Giả đã dự định, tại thành công đoạt xá phong trích về sau, liền mạnh mẽ xông tới Trường Nguyên Hàn Vực tìm Tần Huyền Khê báo thù, rửa sạch nhục nhã. Cho nên, hắn liền đến trước đó nghiên cứu rõ ràng, cái kia như thế nào mới có thể phá giải Trường Nguyên Hàn Vực mê chướng. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới Kỳ Lân Trản, nghe đồn Kỳ Lân Trản có thể phong người trong thiên hạ, có thể phá thiên hạ pháp. Không chừng, chỉ cần hắn đem Kỳ Lân Trản cùng nhau đưa vào Trường Nguyên Hàn Vực bên trong, liền có thể bài trừ Trường Nguyên Hàn Vực mê chướng, tin tới cái kia Tần Huyền Khê. Xem ra, hết thảy quan trọng đều tại Kỳ Lân Trản trên thân, như thế hắn cũng chỉ cần ở đây chậm đợi Hàn Thiên tin tức tốt. Trường Nguyên Hàn Vực, Huyền Nguyên Ma Tôn Tần Huyền Khê bế quan chi địa, chỉ thấy tại Hàn Vực chỗ sâu, người mặc Huyền Nguyên cửu u váy Tần Huyền Khê chính xếp bằng ở một trên mặt hồ tu hành, mà nàng bốn phía lại tất cả đều là mảnh vải không nam nam nữ nữ, là lướt không ngừng bên tai. Nhưng tình cảnh này thối nát quang cảnh tựa hồ không ảnh hưởng chút nào Tần Huyền Khê tu hành. Nàng khí tức nhẹ nhàng, quanh người quanh quần lấy cuồn cuộn lưu động hắc khí. Bỗng nhiên, đáy hồ bốc lên nhảy lên ra một đầu to lớn cự vật, chính là Tần Huyền Khê Thái Huyền Thiên Ma pháp tướng. Thái Huyền Thiên Ma bây giờ tướng mạo biến đến càng thêm hung ác, quanh người quanh quần lấy nóng rực hắc viêm, trên trán của nó còn rất dài ra một đôi góc cạnh. Bế quan cái này 40 năm đến, Tần Huyền Khê một mực lấy lớn hơn cửu chuyển thái hư luyện tướng quyết nhỏ hơn tu luyện nàng bản mệnh pháp tướng. Cửu chuyển thái hư luyện tướng quyết cùng sở hữu 19 trọng, bây giờ nàng đã tu luyện tới đệ thập trọng. Thu ảnh hưởng này, Thái Huyền Thiên Ma pháp tướng bề ngoài mới có rõ ràng như thế cải biến. Đột nhiên, Thái Huyền Thiên Ma hướng trên mặt hồ phát ra một tiếng giống to. Trong hồ, thân thể trần truồng, nam nam nữ nữ trong nháy mắt tiêu tan, thì liền hồ nước cũng trong chớp mắt toàn bộ bốc hơi, lộ ra nơi đây lúc đầu mặt nạ, đúng là một mảnh mênh mông bát ngát hoang mạc. Kỳ thật, vừa mới hết thảy thối nát quang cảnh, đều là cái này Trường Nguyên Hàn Vực ma chướng thôi. Trường Nguyên Hàn Vực mặc dù là một chỗ cực kỳ thích hợp bế quan tu hành thánh vực, nắm giữ dư thừa linh khí, còn có thể ngăn cách ngoại giới quấy nhiễu, nhưng chỗ này Hàn Vực có thể nhìn lén nhân tâm, nó sẽ khai quật ra người sâu trong nội tâm dục vọng cùng hoảng sợ, từ đó bởi vì người chế nghi sáng tạo ra độc thuộc về người ma chướng. Mà vượt qua những thứ này ma chướng, đối với ở đây bế quan Tần Huyền Khê tới nói, cũng coi là một loại tu hành. Bởi vì Tần Huyền Khê từng cùng Tống Diệp hoàn hảo qua hai đêm, cho nên chuyện nam nữ cũng thành trong nội tâm nàng một loại ma chướng. Cũng tỉ như một cái cho tới bây giờ chưa ăn qua lời nói mai người, xa xa nhìn đến lời nói mai, tất nhiên là sẽ không chảy nước miếng, chỉ có hưởng qua, biết hắn tư vị. Dù là chỉ là trong lòng vừa nghĩ, thân thể liền sẽ một cách tự nhiên có phản ứng. Nhưng đối với Tần Huyền Khê cái kia cứng cỏi tính tình tới nói, bài trừ những thứ này mà chướng cũng không phải là vá xích khó gì. Có thể bỗng nhiên, một đạo nàng đã từng vô cùng quen thuộc giọng nữ tại nàng bên tai vang lên. Tiểu Ý, người rốt cục trưởng thành. Đạo thanh âm này trực kích tâm linh của nàng. Tần Huyền Khê đột nhiên mở ra cặp mắt của nàng, chỉ thấy trước mắt của nàng đứng đấy một nữ tử như thiên tiên, nàng mặc lấy một bộ màu vàng nhạt váy dài, đại mi thu thủy, da trắng như tuyết, nồng đậm tóc xanh như suối giống như chiều xuống hai vai của nàng. Cái hông của nàng còn cài lấy một cái hồ lô rủ, mặc lấy cùng áo cùng màu dày thêu. Sư phụ, Tần Huyền Khê thanh âm có một chút phát run. Cái này váy màu vàng nữ nhân chính là Tần Huyền Khê sư phụ, được vinh dự tử tiên Trình Huyền Đình. Hơn 300 năm trước, Tần Huyền Khê vốn là gọi là Tần Lan Ý, cho nên tử tiên thường gọi nàng Tiểu Ý. Tiểu tiên sau khi chết, nàng mới đem tên của mình cải thành Tần Huyền Khê. Năm đó, nàng lần đầu gặp Tống Diệp lúc, thuận miệng tạo ra giả danh Tần Khê Ý, kỳ thực cũng là tại hai cái danh tự này bên trong các lấy một chữ hợp lại mà thành. Tiểu Ý, người sau khi lớn lên có thể biến đổi đến so sư phụ còn muốn đẹp. Tiểu tiên cười tán dương. Sư phụ, đồ đệ rất nhớ ngươi, thật rất nhớ ngươi. Tần Huyền Khê thần sắc ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói. Ngươi tưởng niệm sư phụ, vậy ngươi liền đến sư phụ cái này tới đi. Tiểu tiên mở rộng vòng tay, ra hiệu Tần Huyền Khê hướng nàng đến gần. Tần Huyền Khê lại là nhắm hai mắt lại, bờ môi khẽ nhúc nhích. Thái Huyền Thiên Ma, chỉ thấy Thái Huyền Thiên Ma pháp tướng trực tiếp một trường hướng tiểu tiên đánh xuống, đem đập tan. Tần Huyền Khê sở dĩ như vậy của quyết thí sư, bởi vì nàng biết đây bất quá là một cái huyễn tượng, là chỗ này hẳn vực cho nàng an bài một cái ma chướng. Hiển nhiên Tần Huyền Khê đã có thể vượt qua tử tiên trong trường hợp nàng cái này ma chướng, dù sao nàng sớm đã có thể thản nhiên tiếp nhận sư phụ nàng đã chết sự thật này. Bất quá, nàng về sau còn phải tại chỗ này hàn vực bế quan 60 năm, về sau nhất định còn sẽ xuất hiện càng nhiều ma chứng huyễn tượng, thậm chí Tống Diệp huyễn tượng cũng có thể sẽ xuất hiện ở đây. Nàng không thể không thừa nhận, Tống Diệp xác thực đã trở thành một cái có thể ô nhiễm nàng đạo tâm ma chướng.
Nếu là chỗ này Hàn Vực nhìn lén đến điểm này, vậy nhất định sẽ cho nàng huyễn hóa ra một cái Tống Diệp huyễn tượng đến khảo nghiệm nàng. Nhưng nàng rất có lòng tin có thể tùy tiện vượt qua Tống Diệp cái này ma chướng. Chờ Tống Diệp ma chướng huyễn tượng xuất hiện ở nơi này thời điểm, nàng chỉ cần giống vừa mới đập tan sư phụ nàng ma chướng huyễn tượng đồng dạng, mệnh lệnh Thái Huyền Thiên mà pháp tướng đem hắn một trưởng vỗ tán là được. Yên Quốc kinh đô Tống phủ, Tống Thiến trở lại khuê phòng trong mật thất, nhìn đến Tống Duyên vẫn đầu đang ngồi ở tấm kia giường ngọc bên trên, hai đầu lông mày không khỏi lộ ra một vệt vui sướng chi sắc. Không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu, Tống Thiến cười nói. Vừa tại bên ngoài lúc, ta hỏi một chút trong phủ hạ nhân, nguyên lai phương này ma đạo bí bảo mấy ngày trước bị Linh Nguyệt Tông hai vị tiên sứ mượn đi, bọn hắn đối cái kia bí bảo tựa hồ có phần cảm thấy hứng thú. Bọn hắn đoán chừng còn muốn qua một thời gian mới nguyện trả lại phương này bí bảo, nếu là ngươi không có gì khác gấp chuyện, không bằng trước hết ở ta nơi này trong phủ sống thêm mấy ngày. Tống Duyên nhẹ gật đầu. Được, kỳ thật Tống Duyên cũng biết, vị này Tống gia chủ là tạo ra một cái căn bản không tồn tại ma đạo bí bảo, muốn lừa nàng tại cái này sống thêm mấy ngày thôi. Nhưng nàng vừa mới thì cùng mỗi danh thương lượng qua, cũng dự định ở chỗ này chờ lâu mấy ngày, lấy thu thập có nhiều quan vô cương giả tình báo, cho nên liền là thuận nước đẩy thuyền đáp ứng xuống. Đúng rồi, quên cùng ngươi làm một chút tự giới thiệu mình, ta gọi Tống Thiến, là một vị người làm ăn, cũng là Lũng Dương Tống thị gia chủ, ngươi có thể gọi thẳng tên của ta, cũng có thể giống như bọn hắn, gọi ta Tống gia chủ. Tống Thiến nói ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tống Duyên. Hiện tại, ngươi cũng nên cùng ta nói một chút tên của ngươi, cùng lai lịch của ngươi đi. Tống Duyên liền nói ra, ta gọi Tống Thanh Đình, là một tên du lịch tứ phương tán tu, không môn không phái. Nàng tùy ý tạo ra một cái tên giả chữ, nhưng Tống Thiến liếc một chút liền có thể nhìn ra, Tống Duyên là nói láo, nàng báo cho tên của nàng cũng là một cái tên giả. Hiển nhiên, cái này từ trên trời rớt xuống nữ ma tôn, ẩn giấu đi rất nhiều, nàng không muốn để ngoại nhân biết bí mật. Hiện tại, Tống Thiến chính là dự định để cái này nữ ma tôn tại nàng cái này ở lại tận khả năng thời gian dài, thẳng đến nàng đem phụ thân nàng cứu ra đến. Dù sao, trước mắt cũng chỉ có phụ thân nàng có thể nói cho nàng, cái này nữ ma tôn đến cùng có phải hay không nàng thân sinh mẫu thân.